Trong thế giới bóng đá hiện đại, tính kỷ luật và chiến thuật là những thứ ưu tiên hàng đầu. Tiếng nói của các huấn luyện viên đang ngày trở nên có trọng lượng. Cùng với đó là những pha thay đổi người, sắp xếp đội hình đỉnh cao đang ngày một trở nên quan trọng, quyết định thành bại một trận đấu, thậm chí là cả mùa giải. Chính vì vậy, làng túc cầu mới càng xuất hiện nhiều hơn những huấn luyện viên đầy cá tính. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau điểm lại top chiến lược gia nóng nảy và mạnh mẽ bậc nhất giới túc cầu các bạn nhé. Bắt đầu thôi nào. Mở màn cho chuỗi drama trên băng ghế huấn luyện, chúng ta phải đến ngay cặp bài trùng trong làng gáy khác, Mourinho và Klopp. Hai ông này mà xô xát với nhau thì đúng là rời đỡ. Tốt nhất là nên cầu nguyện cho cả hai không có mâu thuẫn gì khi họ đối đầu nhau. Cũng là một chiến lược gia tôn kỷ luật lên hàng đầu và cũng không kém phần toxic, Diego Simeone một khi đã cáu thì cả trọng tài cũng phang. Có nể nang gì ai đâu, tầm này đang tức lắm rồi, chiến hết nha bà con. Nổi tiếng là một người luôn có cả một kho tàng thủ đoạn từ khi còn là cầu thủ, cho nên dăm ba cái pha cầu diễn câu giờ này đối với Simeone vẫn là mũi nha. Wenger đúng là một vị giáo sư từ ngoại hình cho đến suy nghĩ bên trong. Thế nhưng một khi đã nổi cáu thì đừng có mà nhường với vị thuyền trưởng già này ha. Thích cà khịa người cao tuổi đúng không? Để Wenger cho mà biết thế nào là lễ hội nha. Đến cả chai nước cũng không được yên, giáo sư đáng sợ vậy. Thuộc tiếp người thích sự lạnh lùng, cool ngầu. Nhưng chỉ cần đúng một pha ăn vạ để đời thôi, Louis van Gaal đã trở thành một trong những huấn luyện viên chí phèo nhất giới túc cầu. Cụ thể, van Gaal đã tỏ ra bức xúc khi mà trọng tài thổi phạt tiền vệ Ander Herrera sau pha va chạm với Alexis Sanchez. Chiến lược gia Hà Lan phàn nàn với trọng tài thứ tư và cho rằng Sanchez ăn vạ. Để miêu tả cho hành động này, Louis van Gaal diễn lại pha ăn vạ của Sanchez bằng cách ngã lăn ra sân, chân thực và sắc nét, nhưng mà cuối cùng lại là thành vua hề trên mạng xã hội. Buồn của Van Gaal. Tình huống xô xát đầu tiên giữa hai huấn luyện viên diễn ra sau bàn gỡ hòa một đều của Pierre-Emile Højbjerg ở phút 71. Huấn luyện viên Conte ăn mừng nhưng mà không quên hướng về khu kỹ thuật của Chelsea và hét lớn: "Sao nào?" Một pha cà khịa có độ chua hơi cao của chiến lược gia Italia. Huấn luyện viên Toko đã không thể giữ bình tĩnh trước hành động khiêu khích của đồng nghiệp. Vị thuyền trưởng người Đức lao đến và đáp lại: "Ông muốn gì?" Kết quả là cả hai lãnh trọn mỗi người một tấm thẻ vàng. Khi Chelsea có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 77 do công Ricky James, huấn luyện viên Toko như thể vớ được vàng, đáp trả Conte bằng việc chạy như bay qua khu vực kỹ thuật đội khách. Lúc này thuyền trưởng Tottenham chỉ có thể ngậm ngùi quay đi. Thế nhưng Conte vẫn kịp gáy lại khi Harry Kane ghi bàn gỡ hòa hai đều ở những phút bù giờ cuối cùng. Nhưng vì đã ăn thẻ vàng trước đó nên Conte đã chọn phương án cà khịa an toàn để tránh hình phạt nặng hơn. Sau khi trận đấu trên sân Stamford Bridge khép lại, hai chiến thần trên băng ghế huấn luyện tiến đến và bắt tay nhau. Tưởng chừng như hai nhà cầm quân này đã bỏ qua mâu thuẫn trước đó, nhưng không, cái bắt tay này tiếp tục châm ngòi cho một cuộc xô xát khác. Thấy độ hăng máu của Conte và Tuchel cao quá, trọng tài chính Anthony Taylor buộc phải đưa ra án phạt nặng nhất là thẻ đỏ trực tiếp cho cả hai huấn luyện viên, bất chấp việc ông đã rút thẻ vàng cho hai vị chiến lược gia này từ phút 71. Vốn là huấn luyện viên nổi tiếng nghiêm khắc, không phải ngẫu nhiên mà Pep Guardiola luôn đem về những danh hiệu cho các câu lạc bộ ông nắm quyền. Vô cùng kỷ luật và sẵn sàng nổi cơn thịnh nộ dù cho đội nhà có giành chiến thắng. Nhưng mà người thành công thì vẫn luôn đúng các con vợ nha. Thế cho nên khi mà thầy Pep nổi khùng thì ai mà dám cãi lại.
chỉ có trọng tài chính điều khiển trận đấu, với chiếc thẻ đỏ thủ sẵn trong tay là sẵn sàng tặng chiến lược gia Tây Ban Nha một vé lên khán đài coi bóng mới có khả năng dập hỏa mà thôi. Có khứa học trò nào, kể cả là siêu sao nổi tiếng thế giới, dám cãi lại thầy đâu. Với một huấn luyện viên theo trường phái tấn công kiểm soát và luôn hướng tới cái đẹp như Pep Guardiola, còn luôn trong trạng thái nổi khùng, thì chắc chắn chúng ta không thể nào bỏ qua quý ông Toxic Jose Mourinho được. Đã luôn cả cầu thủ, mặc cho bóng vẫn lăn ở trên sân, thế mới phong cách chứ bác mô. Vô cái là thấy tội nghiệp mấy chai nước rồi đấy, đừng làm người đặc biệt cáu, nếu không thì chỉ có nước tung tóe thôi. Cơ mà chốc nửa khác lấy gì uống vậy bác dai, chưa nghĩ tới đúng không? Nào đứa nào vừa ca khịa bước hết ra đây, nghe bảo các cháu chê bác dữ lắm, giờ thì để ta gáy khác lẹt cho các cháu nghe ha. Cái quả xô xát này của Mourinho với giáo sư Arsene Wenger đã trở nên nổi tiếng rồi, nhưng mà phải nhắc lại cho nó xôm nào. Victor Valdes phải can hết nước hết cái rồi đấy, ông bác bình tĩnh lại chưa nào? Trong danh sách những huấn luyện viên nóng tính nhất thế giới, chắc chắn phải có cái tên Jurgen Klopp rồi. Cãi trọng tài đến méo cả miệng, đỏ cả mặt thế này, thế mới gọi là cháy khét lèn lẹt. Có cái ông huấn luyện viên nào ăn mừng cùng học trò sung đến độ gãy luôn cả kính như thế này không? Đó chỉ có thể là chiến thần Jurgen Klopp. Hú hồn con chồn, sao cổ vũ chán vậy? Cuồng nhiệt lên chứ mọi người, tinh thần Liverpool đâu hết rồi? You will never walk alone. Vừa rồi là danh sách những huấn luyện viên nóng tính bậc nhất hành tinh. Mấy ông này mà đang phát hỏa thì tốt nhất là không nên đụng vào bà con ạ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này nha. Nếu thấy thú vị đừng quên ấn like và subscribe cho kênh chúng mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video mới nhất nhé.